Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Biết biết cân bằng giữa công việc và tình yêu chị. Có quan tâm không? À, có, nên giờ nó không đúng được rồi. Đúng rồi, phải có. Phải có. Dạ. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Mời nhà trai. Đàn trai mời đàn gái. Trời ơi. À, anh mời đi kinh. Bây giờ em giới thiệu về mình đi em trai. À, đầu tiên là con xin chào họ nhà gái ạ. À. Chào anh MC Quyền Linh, chào chị MC Hùng Vân. Rồi. Và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình qua phim trường cũng như là màn ảnh nhỏ. Em tên là Nguyễn Kim Thuận, hiện em 27 tuổi và đang công tác tại phòng nhân sự công ty thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài việc làm ở phòng nhân sự ra thì em có kinh doanh thêm một nhà hàng hải sản ở quận 7. Dữ luôn á. Mình giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Huyền Nga, em 25 tuổi, em đến từ Đà Lạt và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Bây giờ Vân, chị muốn hỏi lý do sao em lại tham gia chương trình này. Bởi vì em vừa xinh đẹp, công việc lại rất là tốt. Nếu như là em làm cả hai cái việc như vậy thì cái môi trường nó sẽ rất quen với nhiều người. Thì lý do gì lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em nghĩ là chắc ai cũng nghĩ giống như chị á. Em xinh đẹp nên chắc ai cũng theo đuổi hay gì kia. Cho nên là không ai theo đuổi em hết. Không ai theo đuổi em hết. Thiệt luôn hả? Dạ. Vậy thì sẵn đây mình nói luôn cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em lâu lâu thì em cũng hơi hài hước và em cũng chăm chỉ nữa. Em cảm thấy em chăm chỉ làm việc, em thích đi làm lắm. Điểm yếu của em thì em bị nhạt. Chứ nên tự nhiên em bị nhạt là sao? Dạ, bạn bè của em á, bạn bè đồng nghiệp á chị. Em hỏi là ê, bà có thấy tôi có gì xấu không ạ? Tôi thấy bà nhạt lắm. Trời ơi, bạn nào mà ác dữ vậy? Em rất là duyên dáng. Em hát ok không? Dạ. Ngoài cái DJ ra em hát hay không? Dạ không chị. Dạ không chị. Ơi bạn Nam ơi. Dạ chào chị Hương Vân ạ. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em có thể thích đứng được với những môi trường. Có nghĩa là quăng em vô môi trường nào em cũng tồn tại được khá là ổn với môi trường đó. Điểm yếu là rất là ham việc nên đâu đó là nó bị dễ bị stress á. Những lúc mà stress vậy thì em có sở thích là thường là chui những cái xích đồ á. Mặc dù không phải là mua nhưng mà chỉ cần hửi đồ mới thôi là cảm thấy mình refresh lại bản thân. Ồ vậy hả, em thích cái là ghiền hửi đồ mới. Dạ đúng rồi. Khoái đó, tôi lục đồ tôi khoái ngửi cái mùi lông não á. Dạ. Em có cái nhược điểm gì không hay là cái tính xấu gì không? Tính xấu của em là hiện tại là em cảm nhận em ngủ hơi nhiều. Không, em nên ngủ nhiều. Em nên ngủ nhiều, ăn nhiều chút xíu. Chị ước gì mà chị với em á trộn lại chia đôi ra là chị em mình phọt đẹp luôn. Lý do gì mà một ông chủ trẻ măng và rất là tài giỏi thế này lại đến tham gia chương trình? Em đã trải qua mối tình được khoảng 6 năm và đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lý do em tham gia chương trình này là tại vì em nó ở bên ngoài em đi làm suốt nên không có thời gian để tiếp cận được hay là tiếp xúc với bạn nữ. Cái vấn đề mà em chia tay với bạn gái em là lý do gì? Em quen là sau khi học đại học, mà hai đứa tốt nghiệp đại học thì bạn nữ đó có đi du học ở bên Đức làm bác sĩ. Thì du học khoảng 6 tháng thì hai đứa có những cái định hướng khác nhau trong cuộc sống á chị. Nên là hai đứa cũng vui vẻ để phát triển định hướng riêng của mỗi đứa. Con gái mà làm DJ ấy, em có ngại không? Dạ thật sự em không có ngại gì, thường ngày em cũng nghe nhạc Vina House. Cái hình mẫu lý tưởng mà em đặt ra cho mình là như thế nào? Em không còn tin cái hình mẫu lý tưởng hay cái gu của em nữa. Tại vì cái bạn nữ trước em quen là hoàn toàn khác với những cái gì mà cái gu em đưa ra luôn. Nên là hiện giờ là em chỉ mong là bạn nữ mà sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, chia sẻ với nhau nhiều hơn về định hướng. Nhưng mà cái gu trước thì em đặt ra là như thế nào? Là gu trước của em là mình dây tóc dài. Mình dây tóc dài có dạ, luôn. Dạ. Sao nữa? Dạ cho em nhìn trước được. Không, em chưa được nhìn, ông Linh nhìn trước. Rồi còn gì nữa? À, thông minh. Thông tư minh duy. Có luôn. Tư duy. Trời ơi, cô DJ xinh xắn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em có thể diễn tả cho anh biết được không? Em không có yêu cầu nhiều. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên.
này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn. Này đạt. Là không, dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại có vì luôn. Lỡ em có đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc, yeah. Bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà. Chăm chỉ. Chăm chỉ thôi trời, ta làm ông chủ. Tại em không thích bạn trai vô tâm. Bạn trai bên đây nghĩ chắc không vô tâm đâu. Bạn rất là quan tâm đàn khác. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu chứ. Có quan tâm không? À, có, nên giờ nó không đúng được rồi. Đúng rồi, phải có. Phải có. Dạ. Em gái đi với ai? À, dạ, hôm nay em đi với mẹ của em. À, cô thấy mẹ, sao cô? Mẹ có ý kiến đi mẹ. Cũng tùy ở các con tìm hiểu với nhau. Giờ thì không biết hợp hay là không. Rồi cho bạn nói đi. À, anh có lãng mạn không ạ? Tùy những trường hợp thì mình sẽ... Bạn em thích một người đàn ông lãng mạn. Từ lúc nhỏ á, bạn em đã coi phim Hàn Quốc rồi, mê lắm. Nên thích đàn ông lãng mạn. Thật sự phim Hàn Quốc mình cũng rất là thích. Dạ, tại vì bạn của em rất là nhạt, không có hiểu để chia sẻ nhiều á, nên bạn cần một người chững chạc, quan tâm và nói nhẹ nhàng. Sợ mà người đàn ông nào nói lớn tiếng. Anh có hút thuốc không ạ? À, có, nhưng mà ít. Bạn của em rất ghét đàn ông hút thuốc. Mà đây hút ít thôi. Coi bên nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ của em. Chào cô. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Mẹ thấy con bé này được đó thần. Con có hai đứa tìm hiểu về tiến tới đi con. Ơi ơi, con coi đừng tiến tới. Đàn trai nói vài câu với đàn gái đi. Hai người phụ nữ dễ đây. Hiểu nhau. Chị cho cháu nó tới tìm hiểu với nhau đi. Tại vì em thấy hai đứa nó cũng hợp lắm đó. Thấy con bé dễ thương. Cũng tùy các cháu mà đồng ý thì chị cũng đồng ý. Nếu mà chị nói vậy thì em cũng cảm ơn chị. Hai bà xuôi ôm nhau một cái coi. Ôm nhau luôn, luôn cái nào coi đó. Trời ơi. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp. Dạ. Mặt nha. Mở rào. Đây, trước khi đến chương trình thì anh có chuẩn bị một phần quà cho em. Là món bò lúc lắc anh làm ở quán anh. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. À, cảm ơn bạn. Đây là món mà mình rất thích, thích nhất trong dạ. Cái món ăn mình. Cái món này là cái món mà em nấu ngon nhất đây. Và em nấu ngày nào em có nấu cũng được ấy. Dạ, à, cảm ơn em. Bạn em chia sẻ là em không thích đàn ông hút thuốc. Mà anh kêu là anh hút thuốc đúng không? Anh hút ít thôi, những lúc mà anh làm đêm á. Thì tại vì quán hải sản của anh là mỗi từ chiều cho đến sáng hôm sau luôn. Nên là anh thức gần như thức coi cái quán. Nên là những lúc mà buồn ngủ tí thì anh có dùng thôi. Không, nhưng mà em thì em không có cấm. Miễn sao đừng hút trước mặt em là được. Không, anh phải rõ ràng cho vấn đề này. Có nghĩa là có hút là có hút, còn không là không. Chứ còn nếu hút sau lưng em thì nó đã là một vấn đề khác rồi. Dạ. Bây giờ nói chuyện hút với lại ăn uống không vậy? Chuyển đề tài tình yêu đi, trời ơi. Em có thể chia sẻ những cái định hướng của em nếu mà hai chúng mình tìm hiểu. Nói chung là vì hồi nhỏ đến giờ thì mẹ em cũng khá là chiều em. Nên là với việc nội trợ thì em không giỏi lắm nhưng em vẫn biết làm. Nội trợ thì hiện giờ anh đang học nấu ăn, cũng nấu được một số món Việt Nam. Dạ. Cỡ miền Tây cũng nấu được. Dạ, nhưng mà sau này nếu mà có tiến tới xa hơn thì em sẽ cố gắng học. Tại vì em cũng thích làm lắm. Còn công việc của em á, thì tất nhiên là em cũng muốn phát triển nó xa hơn nữa. Em không nói về vấn đề đi chơi nhưng mà công việc của em là làm buổi tối thì anh có suy nghĩ gì không? Không sao. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Vậy anh với em có một điểm chung là anh có thể kết hợp những cái buổi nhạc hay những cái đánh DJ trong đêm đó thì anh với em có thể tương tác với nhau được trong vấn đề đó nên không vấn đề gì cả. Em thì em hay ghen lắm. Cũng vài lần em chia tay là vì em hay ghen. Ví dụ như em thấy mà bạn trai của em á, mà ví dụ như là có bạn gái là bạn thân là con gái thì em cũng không thích điều đó luôn. Em hay bị khó chịu á. Em mà nhiều lúc em khó chịu mà em tức, em chỉ im ở đây xong rồi tức xong em không muốn nói ra, xong cứ hỏi em là em quọng. Em biết tính đấy tính xấu, em cũng ráng sửa. Nhưng mà nếu mà anh có thể chấp nhận hoặc có thể thay đổi được em thì... Ok, như vậy thì anh sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của anh luôn.
Về anh thì anh sống khá là tình cảm trong mối quan hệ về bạn bè cũng như gia đình. Đối với những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp thì anh khá là tình cảm, và những mối quan hệ của anh là nó khá là thân với anh luôn, cả những bạn nữ hay các bạn nam. Có thể nói là những người rất thân với anh trong là những bạn nữ. Còn vấn đề ghen thì anh nghĩ thì ghen là chỉ có vậy thôi. Ví dụ anh mà đi lén phán thì đi chách chít thì đó nó đúng thật sự là em ghen là ghen đúng. Hiện giờ anh 27 tuổi thì anh hy vọng là nếu có cơ hội hai đứa mình tìm hiểu thì khoảng 1 năm đến sau 2 năm thì anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó là vấn đề cưới. Em cũng tính là cỡ khoảng 3 năm nữa thì cưới. Nhưng mà thì mình tìm hiểu nhau mà thấy hợp quá thì mình cưới luôn cũng được không sao? Okay, cảm ơn. Thôi. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ bắt đầu. Nó bấm luôn, nó không cần chờ tôi đếm luôn kìa. 1, 2, 3, có bấm không? 1, 2, 3. Nữ không bấm. Tại sao lại không bấm? Không sao, mình cứ nói lên quan điểm của mình. Em chưa có cảm giác. Chúc cho hai em sớm mỗi người tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Đây là một món quà tặng riêng cho bạn nữ, bộ son môi Yurika của Nhật Bản với thương hiệu thép Vinakiri tặng riêng cho bạn. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ nhì ngay lập tức. Tất cả các công ty ở quận 6 và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh với vai trò cố vấn, trong đó có một công ty với chức danh phó giám đốc. Dạ, cảm ơn anh. Tôi có nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là có một cái nhà riêng ở xã Phú Chuông, Nhà Bè. Dạ. Căn nhà cũng có tất cả 4 phòng ngủ. Thì của mình anh mở anh ngủ với ai? Thì bây giờ đang chờ, nói đàn ông xây nhà thì phải có đàn bà xây tổ ấm. Căn nhà nó hoàn toàn trống rỗng. Cô ta nguội rồi á, thì lúc đó hai vợ chồng mới tìm cách để nói chuyện với nhau, giảng hòa, có thể giảng hòa bằng một nụ hôn. À, dữ nha. Mời bạn nam. Xin chào Quyền Linh, Cát Tường cùng tất cả các khán thính giả trong phòng. Dạ. Xin chào. Dạ, chào anh ạ. Rồi, xin chào anh Quyền Linh. Chào anh. Chào. Rồi, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Bạn bên kia cũng đã xuất hiện. Bây giờ bắt đầu mình ưu tiên cho anh. Tôi là Trần Thái Quang. Năm nay 53 tuổi, tuổi mèo, mạng kim, là kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân Anh Văn và nhạc sĩ sáng tác, làm việc tại tất cả các công ty ở quận 6 và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh với vai trò cố vấn, trong đó có một công ty với chức danh phó giám đốc. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Em tên Thái Nguyệt, em là nhân viên kế toán của ngân hàng. Năm nay em 37 tuổi. Tuổi gì, mạng gì, giới thiệu luôn. Em tuổi Kỷ Mùi, em mạng Hỏa. Rồi, bây giờ mình trò chuyện chút xíu. Anh 53 tuổi thiệt á hả? Sao trẻ quá, trẻ hơn Linh luôn ta. Chà, cảm ơn Quyền Linh nhiều lắm. Không thật mà, trẻ ghê luôn á. Nhưng cũng phải hỏi anh nha, 53 tuổi thì mình trải qua lần đò gì đó anh? Nói chung thì cũng có nhiều lần đò. Dạ. Nói chung cuộc sống nó cũng 3 chìm 7 nổi, 4 lên đen. Từng người tình bỏ ta đi những dòng sông nhỏ. Dạ. Nói chung bây giờ đúng số không được may mắn trong tình yêu. Vậy thì anh có mấy cháu gì không? Chưa lập gia đình mà làm sao có con. Chưa lập gia đình vậy mà nãy giờ nó làm đò tưởng đâu là chưa. Trời ơi, mừng chưa quá. Lập gia đình vậy là chưa qua lần đò nào hết. Nghe tâm sự của ảnh cũng có khá khá mối tình. Thế còn mình thì sao? 37 tuổi đối với phụ nữ cũng không phải là nhỏ. Em đã từng có 2 mối tình rồi.
một mối tình 5 năm, mối tình 6 năm. Hai mối tình là hết 11 năm. 11 năm với em ế luôn. Rồi bây giờ kết thúc cái mối tình thứ hai tới bây giờ là được bao lâu rồi? Cũng được 3 năm rồi. Rồi tại sao 3 năm qua cũng không có được mối tình mới nào nữa hả? Lý do tại sao vậy bạn? Lý do là tại vì em không có tin tưởng nữa, hay là em cảm thấy em buồn quá, em không muốn nữa. Sau này thì em mua nhà rồi em sống riêng một mình, rồi tự nhiên em thấy buồn rồi em cần có một người bạn. Nên em xin đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trải qua hai mối tình 11 năm anh Linh. Dễ sợ luôn. Anh có mối tình nào sâu đậm mà kéo dài năm không anh? Có một mối tình đậm với một cô Việt kiều ở bên Mỹ. Dạ. Nhưng mà không đến được tại vì cô ta bắt tôi chờ đợi quá lâu. Chờ đợi bao lâu? Chờ đợi khoảng chừng 4 năm. Vậy thì ngọn lửa tình yêu nó tắt liệm trong anh hả? Nhưng mà tôi cũng cố gắng bằng các ca khúc cho tôi sáng tác để có gì hâm nóng lại cái ngọn lửa tình yêu trong lòng mình. Anh ơi, bên đây cũng cần hâm nóng lại, và bên đây là thích nghe đàn nghe hát. Bây giờ anh trổ tài luôn đi anh, thử coi có hâm lại nóng được chút nào rồi mình trò chuyện tiếp anh ơi. Bây giờ tôi xin hát cái bài Tình Yêu Tuổi Ngày Thơ, viết về mối tình đầu tiên. Sáng ấy tôi thấy em đạp xe trên con đường dài, bánh nón nghiêng nghiêng ép, tóc em bay vương trong nắng mai. Tà áo trắng, nét thơ ngây, làn môi xinh xinh mỉm cười. Đôi chân ngà nâng gót nhẹ, tâm hồn bao ước mơ. Tay nâng niu cặp sách mới, đi tung tăng lòng phơi phới, bước chân đến trường lòng ai thêm vấn vương. Anh như mây hồng trong nắng, em như một cành lan trắng, ngát hương cuộc đời lòng ơi ta lắng nghe. La 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 la. Nói chung là nhạc sĩ nên hát không có hay bằng ca sĩ. Thường Linh cũng thông và các bạn thông cảm. Chủ yếu là cảm xúc anh à. Hát sao tự nhiên nó vui đời, yêu đời quá nhỉ, vui tươi quá nhỉ. Dạ, mời anh ngồi đi anh. Cảm ơn anh. Anh muốn tìm người bạn gái như thế nào? Người bạn gái đó tính tình hiền, dịu dàng, chung thủy, biết quan tâm đến mình và mọi người. Điều gì anh không thích ở người phụ nữ? Người phụ nữ là giả dối, bắt cá, nhiều tay, tính toán về vật chất, không chung thủy. Anh, nhưng bây giờ nếu mà kết hôn á thì mình sống ở đâu anh? Tôi có nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là có một cái nhà riêng ở xã Phú Chuông, Nhà Bè. Dạ. Căn nhà cũng có tất cả 4 phòng ngủ. Thì của mình anh mở anh ngủ với ai? Thì bây giờ đang chờ nói đàn ông xây nhà thì phải có đàn bà xây tổ ấm. Căn nhà nó hoàn toàn trống rỗng, nội thất chưa có gì hết. Bây giờ chờ một cái bàn tay để xây tổ ấm. Dạ. Bây giờ ví dụ đám cưới là chừng nào anh đám cưới được? Nói chung càng sớm càng tốt. Nhưng mà anh có khuyết điểm gì không anh? Có chứ, khuyết điểm thì ai cũng phải có hết. Khuyết điểm nhiều lắm, đôi lúc cũng lê mê, nóng tính, nhiều lúc mình hay lãng trí nữa. Thôi bây giờ em hỏi anh câu cuối đi, em về bển nè. Anh thích cái mẫu người bạn gái giống như ai? Cái mẫu hình, mẫu lý tưởng của anh nè. Mẫu lý tưởng á? Dạ. Thì gương mặt nói chung là thánh thiện, phúc hậu như hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Và tính bản lĩnh, vui vẻ, giống như Cát Tường. Ồ, dạ cảm ơn anh. Để em về em coi lại coi có giống hoa hậu không? Em gái ơi, hỏi thiệt em gái nha. Dạ. Mình có ngại về tuổi tác gì không em? Dạ không ạ. Tại vì em 37, anh 53 thì cũng phải là trên lệch nhau vừa lắm thôi. Mình giới thiệu cho anh nghe một tí xíu nữa về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em là hiền, thích cuộc sống gia đình. Còn những cái mặt còn hạn chế của mình? Mặt hạn chế của em là em rất nóng tính ạ. Vả lại nấu ăn của em không được khéo lắm. Chỉ nấu ăn ngang chừng mực gia đình thôi ạ. Vậy là tốt lắm rồi. Dạ. Nhưng mà em mới nói nóng tính, anh bên đây cũng nóng tính rồi sao? Em cũng thấy vậy đó. Ai nhường ai anh? Thì lúc mà người vợ mình mà nóng tính á thì mình phải nguội. Đó, mình phải im lặng. Đợi khi cô ta nguội rồi á thì lúc đó hai vợ chồng mới tìm cách để nói chuyện với nhau, giàn hòa. Có thể giàn hòa bằng một nụ hôn. Nhưng mà tính hỏi em là em có biết nấu bún bò Huế không? Anh thích ăn bún bò Huế lắm. Dạ có biết ạ. Dạ đúng là sở thích của anh, hợp tính với anh đó. Hôm nay anh đi có người thân nào đi theo anh không anh?
À, có hai người bạn nhạc sĩ Nam Vũ với nhạc sĩ Dũng Phạm á, ở dưới. À rồi, chào hai anh, nãy giờ nhìn dưới là em cũng nghi nghi rồi. Vâng, chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bạn anh vui tính quá. Anh nhận xét về bạn mình như thế nào? Dạ thì bây giờ nó như vậy anh Quan, vì nghệ sĩ mà, do đó là hơi lãng mạn. Sau này có gì đó thì chịu khó là chấp nhận cái tính lãng mạn đó, tại vì lãng mạn nó không có phải lúc nào nó cũng đẹp như người ta nghĩ là cái từ lãng mạn đâu. Và tôi là bạn với anh Quang, tôi thấy là cái cô bạn bên đây thì thấy là cô này cũng là dễ nhìn, phúc hậu, biết nấu ăn món Huế. Tôi biết là anh rất là thích ăn món Huế. À, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh ạ. À, còn bạn thì sao, bạn có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em đi một mình ạ. Có lẽ để em qua em xem bên đàn gái thế nào anh ha. Rồi qua em thông báo với anh. Bên kia là Thái Quang, bên đây là Thái Nguyệt. Hai người thương quá trời luôn vậy đó. Dạ. Nãy giờ nghe anh nói cảm nhận thế nào? Em cảm nhận một người đàn ông em muốn tìm. Rất là vui. Dạ. Nhìn anh dễ thương lắm. Dạ. Rất là yêu đời. Dạ. Ha. Từ một người mà vui tính mà yêu đời thì người ta sẽ rất là dễ tính. Dạ đúng rồi. Dạ. Nghĩ là bây giờ cho hai người gặp nhau đi anh Linh ơi. Cho hai người gặp nhau đi. Gặp lại hát một bài tình ca nào nhẹ nhàng ha. Kéo màn. Xin chào em. Dạ. Anh xin gửi tặng em một món quà. Dạ em cảm ơn món quà của anh. Đây là cái album nhạc của anh. Dạ. Anh nhận thấy em có một khuôn mặt rất là phúc hậu, dịu dàng, mũm mĩm. Dạ. Nhưng mà rất là vui vẻ. Quan trọng nhất là sự phúc hậu á. Anh nghĩ em có một cái chiều sâu tâm hồn rất là phong phú. Em có chiều sâu tâm hồn nhưng mà tính em ít nói á. Những người ít nói thường nói nhiều ở trong tâm hồn. Anh hát tặng cô ấy một bài gì lãng mạn nhẹ nhàng thôi. Bây giờ anh xin hát một bài là trong cơn mơ người tôi yêu lại đến, đến cùng tôi trong giây phút ban đầu. Tôi ngắm nàng nhìn đôi mắt bồ câu và thấy cả muôn màu muôn sắc thắm. Đêm hôm qua nằm mơ anh thấy em, em xinh tươi như anh khẽ mỉm cười, đôi môi em yêu như nụ hoa vừa hé nở, mái tóc liền thơm ngát mùi hương. Anh say sưa nhìn em đôi mắt mơ, đi bên nhau cùng nhau bước thân thơ. Anh như mây bay và em như làn gió nhẹ, em xinh đẹp như tiên nữ trần gian. Hay quá. Cảm nhận thế nào? Em cảm nhận em rất thích bài hát của anh ạ. Anh ơi cho em hỏi một câu này. Anh ở Giờ Bà dạy em, nhà của em ở quận 12 dạy, anh có về thăm em không? Anh có chụp quen em không? Nói chung ở thành phố Hồ Chí Minh là chỗ nào cũng được hết em. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu thật tình cảm, sau đó mình tiến hành bấm nút. Anh hy vọng kể từ giờ phút này chúng ta sẽ tìm hiểu để đi đến với nhau và cùng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Ý của em như thế nào? À, em cũng mong rằng như vậy. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Một, hai, ba. Anh bấm gì nữa, nãy em chưa đếm anh bấm rồi. Ủa đồng ý gì đó, đồng ý hẹn hò đấy. Ngoan à. Anh tay giờ anh quấy đi. Tôi chưa đếm anh bấm mất tiêu rồi anh. Không, tự nhiên cái nút nó nhảy quá, không biết cái sao. Anh có thể hôn cô ấy cái hôn đầu tiên. Ý em thế nào? Sao anh nụ hôn đó như thế nào? Nụ hôn nó ngọt ngào, nó ấm áp. Chị thấy thế nào? Em thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc. Chương trình sẽ tặng cho anh chị những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc anh chị có những buổi xem phim thật là hạnh phúc bên nhau nha. Dạ, em cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Gửi tặng anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn anh chị. Chúc hai chị hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn Quyền Linh, Cát Tường. Dạ. Dạ, mời anh chị. Em không có đảm đang. Với lại em không có đi thi được trong thành phố. Em sợ phải không? Thì gần đây thì em muốn tìm bài bạn đời cho nên là em mới làm giấy tờ ly dị vào năm ngoái. Tài chính hay tiền bạc cũng không quan trọng vấn đề đó. Nhưng mà cái quan trọng của em á là người phụ nữ phải có đạo đức, phải có cái tâm tốt thì mới đi với em đến quãng dài được. Thì em sống nặng tình cảm lắm. Xin mời nhà gái. Chào bạn gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai.
Rồi chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của bạn gái nè. Chào chị Ngọc Lan, chào anh Nguyễn Linh. Xin chào. Chào khán giả trường quay. Em tên là Phùng Thị Trang, quê ở Bình Định. Hiện tại em đang ở quận 9 và em kinh doanh online. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ hôm năm nay em 33 tuổi ạ. Mời em trai. Lời nói đầu tiên em xin phép chào tất cả toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Chào ekip chương trình và anh Cường Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan và bạn gái bên kia. Dạ chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Hoàng Hải. Em năm nay 34 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 9 luôn. Quận 9 luôn hả? Dạ. Trời ơi, vậy chung quận luôn. Không chừng hồi kéo rào ra hai bạn. Hỏi đi, hỏi bạn bên đó coi quận ở chỗ nào, coi có gần nhau không? Em ở phường mấy em? Dạ em ở Sông Hành á, anh gần đó không ạ? Anh ở Lê Văn Việt chắc cũng gần. Sát bên đúng không? Bên, dạ. Vậy là khỏe rồi, có duyên rồi. Tôi nghĩ hai bạn này mở rào ra cái thì biết nhau quá. Khi gặp luôn. Em trai làm gì ở Lê Văn Việt vậy? Dạ em làm bên sửa chữa ô tô anh. Em là sửa chữa luôn đúng không? Dạ. Ui, nghề này ngon hot nha. Khuyến mãi không? Em khuyến mãi. Khuyến mãi ha. Dạ. Rồi bạn gái mình có ưu điểm gì nè? Dạ em có ưu điểm là em hòa đồng, vui vẻ và có thể bắt chuyện với người lạ. Và em biết quan tâm yêu thương người bên cạnh và yêu thương ba mẹ của mình. Nhược điểm của em là em nóng tính nhưng mà em có thể kiềm chế được. Em không có đảm đang, với lại em không có đi thi được trong thành phố. Em sợ phải không? Dạ, em không biết đường, với lại nó mất thời gian của em quá. Chứ bình thường em di chuyển bằng gì? Dạ, em đi Grab. Trời ơi. Thôi, hy vọng là sau chương trình này em sẽ có người đưa đón em đi. Dạ, em cảm ơn. Bên đây ta sửa xe, ta mượn xe, ta lấy xe, ta đưa đi có gì đâu. Nhiều khi ta có xe rồi, chưa biết nữa. Ha, em trai ha? Dạ. Rồi bây giờ em cho nhà gái biết là ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là người rất là mạnh mẽ và em có tính tự lập từ nhỏ. Làm cao đó. Là em có thể tự nấu cơm hay là giặt đồ hay là mọi vấn đề trong cuộc sống là tự em tự túc hết. Tốt. Mình nói chút xíu đường tình duyên của mình đi cho nhà gái nghe đi. Từ thời trẻ giờ em ít có mối quan hệ yêu đương lắm. Rồi hồi đó hồi thanh niên 21 em có quen mối tình, em quen cả năm á. Thì thời đó em còn vô tư lắm, thanh niên ít có quan tâm đến bạn gái á. Với là cũng chỉ lo đi học nghề làm vậy thôi chứ không có bận, chưa có sự nghiệp tiền bạc gì, vì nhà em cũng nghèo. Thì thấy không hợp quan điểm thì thôi bạn chia tay. Thì em làm tới 2015 em quen là em có một lần đổ vợ rồi. Em có gia đình rồi. Dạ. Em quen một người đó, vợ cũ em. Năm rồi tới 2016 em đám cưới. Thì hồi đó theo em quan điểm thì người ta hay nói là yêu đương loạn quạng á. Cũng phải là lớn cũng phải là nhỏ. Thì nếu mà cái sự cố gắng mà của em và vợ cũ em, nếu mà hai người cùng cố gắng thì có thể xây dựng nó lên bậc cao hơn được. Nhưng vì yêu đương tình cảm nó chưa đứng lớn. Mỗi người cứ lơi vậy rồi. Quen nhau bao lâu thì cưới? Cũng một năm anh. Một năm rồi ở nhau bao lâu? 4-5 năm á. 4-5 năm? Dạ. Có mấy cháu rồi? Em có một cháu 4 tuổi thôi. Trai hay gái? Dạ con gái. Vậy thì cuối cùng là tình yêu không đủ lớn để có thể giữ lại cái cuộc hôn nhân đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ là vậy nguyên nhân đó. Rồi hai vợ chồng ly hôn lâu chưa? Em ly hôn năm 2020. 20, năm nay 2 năm rồi. Dạ. Rồi con ai nuôi? Con thì còn nhỏ ở với mẹ. Ở với mẹ. Rồi đó là cái tình trạng của bên nhà trai đó. Rồi vậy thì đường tình duyên của mình như thế nào? Dạ đường tình duyên của em thì em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên cũng không có gì cả. Thì mối tình thứ hai của em là người chồng của em cưới năm cuối 2013, đầu 2014. Và cưới khoảng vài ngày tới ngày Tết là có chuyện nên là sau đó ly thân trong một thời gian dài là 5-6 năm rồi thì em mới bắt đầu ly dị. Nhưng tại vì là em nghĩ là em không có đi bước nữa cho nên em bỏ luôn, em không có làm giấy tờ. Thì gần đây thì em muốn tìm bài bạn đời cho nên là em mới làm giấy tờ ly dị vào năm ngoái. Ồ, sao mà nó trung chuyên quá vậy em? Bên kia vậy? Cũng đã ly hôn. Dạ thì chắc là anh còn ăn chơi á. Rồi em có em bé không? Dạ em có bé được gần 9 tuổi rồi chị. Rồi về nhà gái sống với ai? Dạ bé sống với em nhưng mà em bận công việc nên em gửi ngoại. Dạ. Thôi hai người coi như là mỗi người đã lỡ một chuyến đò, thôi giờ mình kiếm chiếc đò nào mình đi chung cho nó chắc chắn chút xíu nha. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào em nói cho chị biết coi. Dạ hình mẫu lý tưởng của em thì em cũng không có một tiêu chuẩn gì cả, nhưng mà là người đó là dễ nhìn một xíu,
em cũng không cần cao hay thấp, nhưng mà em cần người ta là biết yêu thương người bên cạnh này, biết bao dung với một người phụ nữ đơn thân này, và có công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình, yêu thương bản thân để mà yêu thương người bên cạnh nhiều hơn. Với lại là bạn ấy lãng mạn một xíu, tại vì em không thích người khô khan. Yêu thương, bao dung, lãng mạn chút được không em trai? Em lãng mạn lắm anh. Rồi. Có điều gì em không thích ở đàn ông không? Dạ em không thích hút thuốc, nhậu nhẹt. Nhậu thì cũng được nhưng mà đừng có quá lắm. Hút thuốc có không? Có hút thuốc anh. Có hả? Nhiều không? Cũng ngày cũng nửa gói. Giờ bỏ được không? Hiện tại thì em chưa có suy nghĩ là bỏ nó. Nhưng mà sau này thì mình hơi tùy vào cái trường hợp. Ví dụ như thời điểm hồi xưa em có con em cũng bỏ. Mình hút thì nó ảnh hưởng thì em không hút nữa. Đúng rồi, giờ mai mốt ví dụ như có vợ mà không chịu được phải bỏ đó. Dạ. Mà mình muốn tìm một nửa của mình như thế nào? Cái người phụ nữ của em á, là em muốn gắn bó lâu dài, là về ngoại hình em không quan trọng, về học vấn em không quan trọng, tài chính hay tiền bạc cũng không quan trọng vấn đề đó. Nhưng mà cái quan trọng của em á, là người phụ nữ phải có đạo đức, phải có cái tâm tốt thì mới đi với em đến dài được. Thì em sống nặng tình cảm lắm. Rồi, để anh chúc coi hai bạn gặp nhau coi thế nào thôi. Chứ tôi thấy bạn gái rất là xinh lên. Luôn đó nha. Chào nhà trai. Thí dụ như bây giờ muốn tái hôn á. Dạ. Thì em có muốn liền không? Năm, hai năm hay có tiêu chí gì không? Dạ, em muốn trong năm nay. Tại vì là em thấy dần tốt tam hợp thì em thấy em hợp với năm nay. Năm nay. Năm nay đó mình có nhắm được không? Quan điểm của em thì ví dụ mà 2 tháng sau vẫn được, hoặc là 2 năm sau vẫn được, nhưng mà nó tùy vào cái tình cảm của hai người, với sự hiểu biết á, mà mình cảm thấy nó chín chắn. Anh bảo đảm em gặp cô gái là có tình cảm ngay. Như em một lần với bạn kia cũng một lần rồi, cho nên em thực sự là để mà chia tay một cuộc hôn nhân nó đau đớn chứ. Cho nên là em không muốn mình xảy ra thêm một lần nữa. Nên em muốn phải... Đúng rồi. Mình phải thấu hiểu được. Bạn trai suy nghĩ như vậy cũng tốt. Lỡ một lần rồi không muốn có lần nào nữa, lần này phải chắc chắn luôn. Đó. Vậy là bạn đó cũng gọi là chững chạc rồi đó. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Em bạn trai đi với ai cơ? Em đi một mình. Mình đi với ai em? Dạ em đi một mình. Một mình luôn đúng không? Mình mở rào cho đúng hai rồi. Bạn gặp thôi. Mở rào. Anh nghĩ là các bạn đủ để các bạn có thể quyết định cuộc đời của mình rồi đó. Ha. Nào, bắt đầu đi. Dạ, cảm ơn. Em có một món quà tặng anh, đây là cái máy rửa mặt. Em muốn anh lúc nào cũng sạch sẽ và trái tim em cũng lúc nào cũng màu hồng như vậy. Cảm ơn. Dạ. Bây giờ mình đối diện với nhau, mình nói chuyện đi nào. Cảm nhận về nhau như thế nào? Thì nói chung là bận nữ thì em mới gặp thấy cũng xinh. Mà em nói ở Bình Định, em ở huyện nào? Em ở huyện Hoài Nhơn. Có cái trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Trong chương trình anh không ghi là muốn quen bạn gái hoặc người ở Bình Định, nhưng thật sự trong lòng anh rất thích Bình Định. Anh là người quê gốc ở đâu ạ? Anh gốc ở ba mẹ ở Huế nhưng anh sinh ra ở Bình Phước á. À dạ. Vì sao anh thích người phụ nữ Bình Định? Thì anh có mối duyên là anh có những người bạn ngoài Bình Định á. Dạ. Ngày xưa anh ra anh mở quán cà phê ngoài Quy Nhơn á. Dạ. Thì anh ở ngoài đó anh thấy cái con người vào đó, người ta nói chung là quá chất phác mà quá hiền, quá dễ thương quá. Đúng rồi, người Bình Định thật thà chất phác, Bình Định tốt lắm em ơi. Mà người ta thẳng anh tính. Anh cũng lắm. Rất mê Bình Định. Rất là thẳng tính. Nên, nếu như em thích độc lập, em thích tự do, em không muốn làm dâu thì sao ạ? Thì đối với anh thì cái đó cũng bình thường, cũng được. Tại vì anh cũng ở Sài Gòn, anh lập nghiệp ở đây. Dạ. Có một mình à. Ba mẹ anh đang ở Huế hay sao ạ? Đang ở Bình Phước, mẹ anh ở Bình Phước. À. Thì anh cũng không có xác định về Bình Phước ở, cho nên là nói chung mọi người ai mà lấy anh thì cũng chỉ ở với anh thôi à. Anh có điều gì muốn hỏi em không? Quan điểm của em về cái cuộc hôn nhân á, về tình yêu mà sắp tới nè. Ví dụ như em với anh mà ví dụ có quen lâu dài hay kết hôn thì quan điểm của em là mình làm như thế nào để mình xây dựng cái hôn nhân nó bền vững được. Em không có nói chuẩn về cái quan điểm của em, nhưng mà em muốn là một người đàn ông của em biết yêu thương, biết bao dung, lãng mạn. Chứ em không có muốn người khô khan. Nói chung nhà này phải có nắp. Nói chung nhà này phải có nắp. Có rồi, cái nắp như thế nào mới được? Em không biết cái nắp đối với anh là như thế nào, chứ đối với em là cái nắp của em nó hơi bị cao. Mà cái nắp đó là ai? Ai là nắp? Dạ em chứ. À, tôi thấy ông mai từ bên đó hơi e dè đúng không?
Thật ra thì chị chia sẻ với em như thế này nè. Cái câu chuyện mà hai bạn sẽ tìm hiểu nhau đó, nó sẽ là nằm ở cái thời gian nó lâu dài ở phía sau này nữa, chứ không phải là ở trên sân khấu này. Trên sân khấu này chúng ta chỉ có thể nói với nhau sơ bộ về tính cách của nhau thôi, để coi chúng ta có bấm nút hay không. Chị nghĩ nếu như em muốn có một cái gia đình mà nó như em mong muốn, em muốn có một cái cuộc sống nó bình yên đó, thì mình nên hạ cái tôi mình xuống một tí xíu để nó hòa nhập với những cái người xung quanh mình nữa. Bây giờ thế này, em muốn gì, em suy nghĩ gì về người đối diện của em, em phải bước tới em nói điều đó, rồi nói cho ngài biết suy nghĩ của mình. Nắm tay bạn ấy, quyết định lên nào, lãng mạn lên nào, bạn ấy thích lãng mạn đó. Thì anh chỉ muốn nói với em vậy nè, mình đến cái chương trình này là nó có là cái duyên rồi, còn mình mà để mà mình đi đến được với nhau hay không á, người ta hay kêu là cái phận, nhưng mà theo anh không, đó không phải là phận, đó là sự cố gắng của hai người. Muốn đến được 10 năm thì mình cố gắng nhiều đó, mình đến 50 năm mình cố gắng nhiều hơn nữa. Thì anh hy vọng là trong chương trình này nó ngắn một cái thời gian lắm, thì mình cho nhau cơ hội mình tìm hiểu, và biết đâu lỡ sau này anh đưa em vào một ngôi nhà mà nó hạnh phúc nhất thì sao. Hay. Không thể nào biết trước được, nhưng mình phải cho mình một cơ hội, nếu lỡ mình để vụt mất thì nó cũng phí cơ hội đời mình. Đúng. Thì anh hy vọng là vậy. Dạ, hát một bài cho lãng mạn nào. Em thích một người đàn ông hát hay nên anh cứ hát hay đi, lỡ đó anh làm đổ em thì sao. Đó, anh xin hát một đoạn bài có khúc buồn của anh đi. Hãy tay anh ôm xương rồng rất đau. Buồn quá, buồn rồi. Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Chừng anh lang thang kiếm em ở khắp chốn, nước mắt trào biết em giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn siết anh từng cơn em hơi, đôi bao nước mắt để được bình yên bên em. Sau bao lâu quen tối nay mình anh lê bước, anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Hay mà, mình chưa hết ạ. Hay đấy. Cái gì cánh tay mình đừng buông ra mà không chịu ôm người ta một cái. Bấy nhặt Yoshida, điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Thật ra thế này, anh thấy bạn trai cũng là một người chân thành ha? Bạn trai cũng là một người quyết liệt, một người có thể đủ bờ vai để chúng ta nương tựa. Hai người suy nghĩ cho nó kỹ, bởi chúng ta đã đổ vỡ một lần rồi. Để tay mình nút bấm, quyết định bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Khi chúng ta bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình, có trách nhiệm với nút bấm đó. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, xem. Em gái không bấm, tại sao vậy em? Dạ em chưa đủ tự tin với mối tình này. Thật ra người ta đã bị một lần tổn thương rồi, họ không muốn bị tổn thương nữa, nên họ có thể làm những cái rào cản xung quanh mình rất. Em có kỹ. Quá nhiều rào cản cho chính bản thân của em. Trong cái câu chuyện em chia sẻ, những cái suy nghĩ của em chia sẻ, chị nhận thấy được điều đó. Cuộc sống còn rất là nhiều người có thể hợp với em. Dạ. Hôm nay trên sóng truyền hình sẽ có hàng triệu người xem, biết đâu họ sẽ bấm cái nút đó cho em. Dạ. Liên lạc với chương trình, không sao đâu. Dạ. Có rất nhiều cô gái cũng sẽ bấm nút cho em, bởi vì em cũng là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng cố gắng mình thể hiện ra bên ngoài chút xíu. Anh tin rằng em sẽ làm được điều đó. Yeah. Một chàng trai cũng mạnh mẽ lắm nha. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình
trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bếp từ Toshiba IC20S4BV, mặt kính 2000 Đức, cao cấp, chịu lực 150 kg, chịu nhiệt 600 độ C, điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau, nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà. Chúc hai bạn sớm gặp lại nhau. Còn giờ thì thôi, mỗi người một ngày. Chào em. Chào. Đi đường này. Thưa quý vị, một chút nuối tiếc ở cặp đôi thứ hai, nhưng mà không sao. Tôi nghĩ rằng các bạn có đầy đủ kinh nghiệm để các bạn có thể tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Chúc tất cả chúng ta thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Mình được tình duyên sao nè Long? Mới tình tính tuần, tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Thế chương trình này mình có thể đi chơi, anh thích đi chơi buổi tối. Ừ, được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi? Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên là cho em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Trần Long, em sinh năm 93. Và hiện tại thì em đang làm cho một công ty digital marketing. Dạ. Thấy phong cách nghệ sĩ quá ha. Dạ không, giả đò lắm. Mình làm ở đâu? Ở tại quận Gò Vấp. Mà quê mình ở đâu Long? Dạ, em gốc là người Đà Nẵng. Gốc Đà Nẵng, hiện nay sinh sống thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ, hiện tại thì em đang ở mình. Ở trọn mình luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi, mời nhà gái. Dạ, chào chú Nguyễn Linh, chào chị. Con tên là Phạm Thị Mỹ Khanh. Con sinh năm 1999 rồi. Mỹ Khanh? Dạ. Mỹ Khanh sinh năm 99. Làm gì Mỹ Khanh? Dạ, con là nhân viên bán hàng ạ. Nhân viên bán hàng. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Long? Em sẽ là một người có thể chia sẻ được. Người chia sẻ. Cũng có thể là một người hướng dẫn được. Tính em nó hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều khi thì sẽ hơi vô tâm một chút. Hơi vô tâm chút xíu. Tại vì em là một người kiểu bình thường không sao, nhưng mà khi mà em có công việc vô thì em sẽ bị tập trung vào nó rất là nhiều và em phải hoàn thiện nó. Nhưng mà đôi khi á, cái vô tâm đó là cái điều nó nguy hiểm vô cùng tận luôn. Nếu chúng ta quen với ai đó, chúng ta vô tâm với họ thì đó là một điều cực kỳ xấu và hậu quả nó sẽ có liền luôn. Bởi phụ nữ họ rất ghét những người vô tâm. Thành ra nhớ khắc phục cái đó nha, bây giờ nó nhỏ thôi. Nhưng biết đâu mình quen cái từ từ nó lớn lên. Dạ không, giờ khắc phục rồi. Khắc phục rồi đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt. Nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em là tỉ mỉ, chu đáo, biết quan tâm người khác. Bên kia vô tâm, bên đây biết quan tâm, có thể bù trừ được cho nhau. Điểm yếu của em là hơi nhát với... sợ. Có sợ chị không? Chị ôm cái cho hết sợ nè. Dạ không. Đừng có run nha. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có một à. Quen bao lâu? Dạ em quen hồi năm em năm nhất. Em tìm hiểu được một tháng. Giờ thấy không hợp, chia tay. Dạ tại vì bạn nam vô tâm với em. Vô tâm với em. Trời ơi, cảm giác như bên kia bị trúng tim đen. Bên đây người ta chia tay mối tình đầu là vì bạn trai vô tâm đó. Bây giờ nhà trai tính sao? Ta sửa rồi mà cứ nhắc hoài luôn bà mối này. Chào còn em. Người ta đó. Bây giờ bên đây bên kia có mối tình đúng không? Có một mối, một tháng. Mà chia tay tháng. Vì vô tâm, quen nhau một tháng. Đó. Quá là lâu luôn. Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần, tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Ý là nếu mà mối tình mà tính bằng năm á, thì là em quen được một người trên một năm thì em tính là một mối tình. À. Dạ, còn mà tính tháng với tuần thì nhiều quá. Trời ơi. Tại vì... Anh em bay bướm lắm nè. Dạ không, để em nói đã. Tại vì...
em làm nghệ thuật cho nên là nó sẽ có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Bây giờ tổng kết em có khoảng bao nhiêu mối tình nè? Dạ thì 3 đi. Vậy được rồi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất không? Dạ đó thì là cái mối tình khiến em thay đổi á. Mối tình mà khiến mình thay đổi mới là cái mối tình mà khiến cho mình nhớ nhất chứ không phải là mối tình đầu. Ừ, là mối tình thứ 3 đó hả? Là mối tình đầu tiên của em, là em yêu người đó đầu tiên thật sự. Anh để nói chuyện khó hiểu quá. Rối quá. Mối tình làm mình thay đổi là mối tình đầu tiên. Không phải là mối tình đầu tiên mà là cái người mà khiến mối tình mà khiến cho mình thay đổi mới là cái mối tình chính. Mà mình hỏi thì ông kêu là cái người yêu đầu tiên. Không, à, em nói không phải, em nói là không phải là cái người đầu tiên à, mà là cái người khiến cho mình thay đổi á. À, vậy cái người mà khiến em thay đổi đó là dạ, cái mối tình sâu đậm nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mình chia tay biết không? Dạ thì có lẽ tại vì em vô tâm đó. Hồi đó thật sự thì nó thì do cái công việc của em nó chiếm dụng thời gian nhiều và ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Ừ. Thì mãi sau này khi mà em nhận được cái lỗi sai của mình, em muốn sửa đổi thì bạn đã có một người khác tốt hơn bên cạnh. Thì em cũng khá là buồn. Ừ. Và từ đó thì em cũng nhận ra cái việc quan tâm một người nó sẽ quan trọng lắm. Rồi, biết đúng nhận rồi, ra cái sai của mình là tốt. Anh thăm nhà gái coi tình hình nhà gái sao đây. Mối tình trời một tháng. Trời ơi, sao mà nó non chẹt chút xíu vậy trời. Đường tình nó cũng gọi là trắc trở quá hả? Quen tháng luôn đó hả? Bây giờ trong mộng chàng hoàng tử của mình ra sao? Giống chú Lý Hải là được. Trong chú Lý Hải hả? Dạ. Y chang chú Hải hát hay hay là có nhiều con, bốn con? Dạ không. Hay là con phải nói cụ thể, giống chú Lý Hải có nhiều thứ giống lắm con. Dạ, có tinh thần cầu tiến. Tinh thần cầu tiến. Dạ. Ừ. Biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình, bản thân. À, đó. Biết rồi, bây giờ người ta biết rồi đó. Người ta biết rồi đó. Chú Lý Hải là cũng nghệ sĩ, bên đó cũng nghệ sĩ lắm. Ừ. Dạ. Bên đó còn nghệ sĩ hơn Lý Hải. Đúng, anh Lý Hải bây giờ mặc đồ nhiều khi cũng không bằng nữa. Ừ. Chừng nào lấy chồng được? Khoảng bao lâu? Dạ 2 đến 3 năm nữa. 99 là 2? 23. 23 rồi, còn khoảng 26 lấy chồng được đúng không? Dạ. Cũng đẹp rồi, tuổi đó là rồi. Đẹp. Rồi, bây giờ là con đi với ai nè? Dạ con đi một mình. Một mình, được rồi. Có chị Ngọc Lan lo. Bên đây đi với ai? Dạ em đi, hôm nay em đi với sếp của công ty em. Có sếp luôn ha? Trời ơi, sếp luôn, rồi, sếp đâu sếp rồi. Em xin chào chú Quỳnh Linh, em xin chào chị Ngọc Lan. Xin dạ, chào mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. À, tuy là sếp chứ khi mà hết công việc này nọ kia thì cũng là giống như bạn bè. Theo em thấy thì Long là một cái người làm việc rất là nhiệt tình trong công việc thời xưa. Ngoài ra thì có nhiều cái tài năng. Còn thấy bạn nữ bên này khá là xinh với lại hiền. Thì mong cho hai bạn sau cái chương trình này sẽ tiến đi được xa hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. Một màn ra mắt ấn tượng luôn. Mình có món quà muốn tặng cho bạn. Chuyện gì vậy? Thôi mình mở ra xem luôn các bạn. Yeah, mình đang ở một mình mà mình sẽ rất là muốn có món quà này ở trong tủ đồ của mình. Wow. Con đó. Sau hai mươi mấy, gần 30 năm mới gặp mặt đó, cảm nhận về nhau thế nào? Thì anh rất là vui tại vì hôm nay có thể đến tham gia chương trình gặp được em. Thì anh đến chương trình thì chút đầu tiên, cái suy nghĩ của anh đầu tiên á là anh muốn xem thử anh còn cảm giác tương lai hay không. Tại vì lâu lắm rồi thì cái việc anh tìm kiếm một người sau cái chuyện tình anh làm anh thay đổi bản thân á, thì mãi đến giờ anh vẫn không kiếm được cái người con gái có thể giống như người đó. Có nhiều bạn trai FA bây giờ cẩn thận nha, có khi sau này bạn sẽ kiếm được người con trai cuộc đời mình á. Hả? Chứ không còn là gái nữa. Em FA đến độ mà kiểu bị bạn hỏi thôi mày còn thích con gái không, mày thích con trai rồi.
ế lâu quá thay đổi giới tính á em gái. Thế là nãy mình thấy một cái màn ra mắt của bạn trai, cảm nhận thế nào, nói đi. Em thấy vui tươi sinh động, rất là thích, rất thích. Anh thấy em như thế nào? Anh sẽ thích những người con gái mà người ta có một chút mạnh mẽ. Tại vì thật sự mà nói thì con gái thời nay nó khác hồi xưa rồi. Dạ, tại lên đây em hơi nhát. Sợ. Anh hiểu. Em có suy nghĩ gì về anh không? Thì em cứ nói ra thôi. Dạ, em thích người cá tính như anh. Mình sẽ bù trừ nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ thế nào nếu với một người con trai có tính nghệ thuật và đã trải qua chuyện tình hơi nhiều nha? Nghệ thuật thì em cũng thích nghệ thuật. Còn chuyện mối tình thì mình không hợp thì tìm đối tượng khác. Nhưng anh đồng ý vấn đề đó. Anh muốn trở thành một người đàn ông con trai hiểu chuyện hơn. Là cái người kiểu cầm cái chui. Mà anh muốn sao là anh sẽ cầm cái lưỡi. Và người con gái của anh đó sẽ là người cầm cái chui. Người ta có thể không đa tài bằng anh, nhưng người ta giỏi một cái mảng khác. Và người ta có thể lo được cho cuộc sống. Thì anh sẵn sàng lui về đằng sau, làm một người trợ giúp cho người đó. Dạ. Bạn tính về chuyện hẹn hò đi. Em đang ở quận 7 đúng không? Dạ, em ở quận 8 mà làm ở quận 7. À, không, thật ra thì cũng như nhau, tại vì anh ở Gò Vấp lận. Ở quận 7, quận 8, dạ. Gò Vấp. Với lại là tại vì công việc của em thì hiện tại giờ em đang làm hành chính, cho nên là chắc là em chỉ rảnh buổi tối thôi. Dạ. Thì cái việc hẹn hò thì trước giờ em không phải là người chủ động. Trước giờ thì đa phần là các người bạn gái của em sẽ là người chủ động mà nhắn cho em. Cô gái này rất nhút nhát, không biết gì cả. Rồi bây giờ làm sao cô ấy chủ động được? Oh no. Thì thôi em chủ động chứ sao chứ. Ok. Khó quá, mình tự xử thôi. Đúng. Dạ. Rồi bây giờ em tới em chủ động nắm tay cô ấy đi. Dạ thôi anh, mình không chủ động kiểu sổ sàng được. Em nắm tay sau chương trình được đi. Ủa, cái này đâu có gì đâu sổ sàng. Nắm tay cô gái ấy để em cảm nhận được nó rõ hơn. À dạ dạ. Cái cảm xúc của mình. Dạ, vậy thì em sẽ tới, nhưng mà em muốn người bạn gái nắm tay em, chứ không phải là em nắm tay người bạn. Lý do? Tại vì em muốn cô ấy cảm nhận em. Nếu như bạn ấy nắm tay em mà trong tim bạn ấy đập thì là bạn ấy sẽ có... Cô ấy sẽ không dám nắm tay em đâu. Em dám không? Dạ. Thôi chị sai rồi. Trời ơi, tôi hơi bị lo quá xa. Tay lạnh không? Lạnh. Tim đập không? Đó. Tim đập không? À, anh cũng có cảm thấy một chút gì đó nó rung động. Chưa lớn nhưng là sẽ có. Nói chuyện với bạn đi chứ, nói với chị chi. Chị đâu có. Tay anh hơi lạnh, cũng rung giống em. Thì tự ấm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi. Em thích đi chơi buổi tối. Được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi? Tại vì bạn ấy rất khác em đó nha. Bạn ấy rất nhút nhát. Vâng, em cũng có cảm giác đó. Nhưng mà bạn ấy không chủ động được bất cứ điều gì hết. Nếu như em là một người con gái thiếu người bảo vệ, ok thì anh sẽ là người đó. Nhưng mà em có giỏi tính toán không? Dạ không. Em không giỏi tính toán à? Anh cũng không giỏi tính toán. Anh giỏi tính chuyện hai đứa. Rồi, hai bạn về chỗ. Dạ. Rồi, hai đứa để tay vô nút bấm đi. Hai bạn sẽ có những cái giây phút suy nghĩ thật là kỹ, nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi. Và cái quyết định này là một cái quyết định thật sự và có trách nhiệm và nghiêm túc với cái quyết định đó, chứ không phải là bấm nút cho vui. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Chị Lan sẽ đếm đến 3. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Lý do? Đầu tiên là em xin lỗi bạn nữ, xin lỗi anh chị. Thì bản thân em thì em muốn trở thành một người đàn ông hiểu chuyện. Thì tức là sẽ là phải là một người mà làm tốt được trách nhiệm bản thân của mình. Thì em muốn có một cái mối quan hệ tình bạn hơn. Và lúc này em vẫn muốn có một quan hệ tình bạn với bạn nhé. Và em vẫn có thể tiến ra sau chương trình này chẳng hạn. Còn bây giờ hiện tại mà để mà em đi liền với bạn á, thì em nghĩ là giờ chưa phải lúc.
chị cũng cảm nhận được là em sẽ chưa có một cái cảm giác để mà có thể đi lâu dài với bạn này. Thật ra anh rất thương bé. Bé không hợp với lại không bạn hợp. Trai đâu. Đúng rồi. À, anh định khuyên bé không bấm rồi, nhưng thấy sự nhiệt tình của bạn trai nhiều quá. Chính là những người đàn ông hay màu mè làm thể hiện cho người phụ nữ hiểu lầm người ta, rồi cuối cùng mình quay xe tội cho người ta. Làm nghệ thuật mà bạn ấy kinh bay nghiệm bổng. Rất là nhiều, bay bổng, thăng hoa, thậm chí là cảm xúc rất là nhiều. Đôi khi có những người khác người ta hiểu lầm, mình cố gắng đừng để cho người khác hiểu lầm mình rồi tội nghiệp người ta ha. Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Mỗi đứa sẽ có một quyết định riêng, chúng ta trân trọng điều đó. Giá như hồi nãy mình đừng có thể hiện những cái gì đúng, để cho... giá như lúc mà chị hỏi là vậy thì nó bên trọn đây vẹn hơn. Bên đây rất là không có giống với em, thì giá như là em rõ ràng hơn cái việc đó một chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Hồi nãy anh đã thấy điều đó, thành ra anh ngồi luôn rồi. Người ta tổn thương mà tổn thêm một trái tim á thì nó tổn thương hơi lâu chút xíu. Đơn giản vậy thôi. Em nghĩ là không á, tại vì thật sự tuy là em không bấm nhưng mà đúng là nãy chị Lan hỏi em có chút rung động bạn không thì em vẫn nói là có mà. Đó thì em nói ngay từ lúc đầu, em nói có rung động thì cô gái mới hiểu lầm. Em muốn mọi việc nó sẽ phải đi từ từ và để cho em và bé có thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Mình không hiểu bạn mà bạn cũng hiểu ý của mình. Một người như em ở cái xã hội bây giờ rất là hiếm có. Và chị tin là ở thời gian sắp tới em sẽ có được một cái bờ vai để em có thể nương tựa, để em có thể hỏi về cái cách yêu nó như thế nào. Họ sẽ có đủ thời gian, đủ tình yêu để họ dạy em những cái chuyện đó. Bé cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, gọi là trau dồi thêm nhiều cái kỹ năng nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống ha. Đúng rồi. Nhiều bão tố phong ba lắm, hãy rèn luyện cho mình một kỹ năng mạnh mẽ chút xíu nữa nha. Rồi thôi, nói chung là đừng lo nha. Dạ. Anh có thể ôm một cái không? Em có ngại gì đó không? Em ngại. Ha. Có thành đôi không thành đôi không quan trọng đó. Quan trọng là hai đứa mình sẽ hiểu được nhau và sẽ làm bạn với nhau được. Dạ. Rồi thôi, đây là những món quà dành tặng cho các bạn đây. Và giữ lấy món quà của người bạn mình đã gửi tặng cho mình trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều khát vọng, rất nhiều cái điều để hướng tới một mục đích nào đó. Và hy vọng các bạn sẽ thành công nha. Rồi, cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Cảm ơn chương trình. Không biết nói thế nào đây, chắc mọi người cũng sẽ hiểu được cái tâm trạng của mình trong lúc này. Mình đóng vai trò là một người mai mối mười mấy năm nay rồi. Mình không muốn những cái gì nó xảy ra trên sân khấu làm tổn thương một cái tinh thần một người nào đó. Đặc biệt là con gái. Đặc biệt là những người phụ nữ, một cái tinh thần trong veo chưa có va chạm tình yêu nào cả. Nó bị quay xe 360 độ vậy. Nhưng mà cuộc sống cần phải nên có những điều đó. Chúng ta cần vấp ngã và đứng dậy đi, biết đâu chúng ta sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống. Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn muốn chứng kiến những cái nút bấm bằng cả trái tim của mình. Luôn luôn muốn các bạn sẽ nắm tay nhau ra về, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là những câu chuyện như thế, thật là bất ngờ.